Xin tiếp tục chào đón nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 10 tháng 3. Rất vui hôm nay chiều nay lại sưu tầm được những sản phẩm đi giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình. Thì đến với clip chiều tối ngày hôm nay thì bên kênh của em cũng về rất là nhiều sản phẩm đẹp nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình nhớ đón xem hết clip này của em nha để xem hôm nay chúng ta có gì ha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu và giao lưu, cả nhà mình có về được một bộ 12 con giáp chất liệu vận đồng rất là đẹp, bao gồm đầy đủ 12 con và tác phẩm này có tổng trọng lượng là khoảng 7 kg nha cả nhà mình ha. Rất là đẹp nha. Và mỗi con chiều cao là tầm có khoảng là 12. Rồi bề ngang là có khoảng là 8 cm. Đây giống như đây là con ngựa đây cả nhà mình cùng xem ha. Chất liệu vận đồng rất là đẹp. Chọn bộ 12 con cái này về sưu tầm để là thôi khỏi chê. Đứng trên một cái đế tiền ha, dưới có chuyện. Rất là đẹp. Mỗi con đều đứng trên một cái đế tiền hết nha. Đây con khỉ nè cả nhà mình cùng xem ha, khỉ ôm quả đào đây. Đây giống như là con hổ nè. Thì chọn bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là bên em là có giá giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu đồng ha. 4 triệu đồng cho mã số 1 ngày hôm nay, bao gồm bộ 12 con giáp chất liệu vận đồng. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay thì bên em còn được một chú mèo chiêu tài rất là đẹp. Đây là chất liệu vận đồng. Và chú mèo chiêu tài này tổng trọng lượng là khoảng 3 kg 3. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 23. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 12 cm. Chất liệu thì được làm vận đồng ha. Rất là đẹp. Bên này đã vệ sinh chùi sáng bóng rồi vừa rồi cho cả nhà mình luôn ha. Con này rất là cụ này rất là to nha. Đây phía sau đây, cả nhà mình cùng xem ha. Và một chú mèo mèo này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng nha. Ở đáy này ha, đáy rỗng ha. Chất liệu vận đồng ở đây rất là nhiều vàng trên đây, rất đẹp. Đây là mã số 2 của ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho em xin một like, được đăng ký kênh ha. Để mai mốt còn lên sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 2. Và mã số 3. Số 3 ngày hôm nay là giới thiệu giao lưu cả nhà mình là Long Phụng Song Hỷ. Một những tác phẩm rất đẹp, hình ảnh long phụng nha. Có rồng có phụng ha. Long Phụng Song Hỷ chất liệu đồng tổng trọng lượng là 2 kg 2. Rồi chiều cao tổng thể là 26 cm. Bề ngang tổng thể là 20 và vành đế là tầm có khoảng là 19 cm. Chất liệu vận đồng rất đẹp. Trên đây là hình bên đây hình ảnh con rồng. Bên đây rồng ha cả nhà, hai bên đây con phụng. Rất đẹp, chất liệu vận đồng xưa nha. Rất là đáng để sưu tầm. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1.600.000 cho mã số 3 ngày hôm nay. Rất là đẹp. Cái này về trưng bày sưu tầm thì thôi khỏi chơi ha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một chiếc thuyền hưởng bồm xuôi gió chất liệu vận đồng. Thì đây thì sao là một những sản phẩm rất là đẹp. Một chiếc thuyền rồng mang đầy ý nghĩa thuận bồm xuôi gió ha. Thì em để gần lại cho cả nhà cùng xem ha. Mã số 4 thì chiều cao tổng thể tầm có khoảng là 18 cm. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng 20 chất liệu vận đồng. Hình ảnh nguyên một con rồng trên đây. Có chiếc thuyền bồm này cả nhà cùng xem ha. Dưới này có những con cá nữa nè. Ở đây có chuyện luôn. Và tác phẩm này tổng trọng lượng là khoảng 1 kg 2. Và có giá giao lưu cả nhà mình là cái chiếc thuyền này là 1.200.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đây là mã số 4. Rồi thứ hai mã số 5. Mã số 5 ngày hôm nay là còn được một những tác phẩm rất là đẹp. Đó. Cả nhà cùng xem ha. Bát Tiên. Bát Tiên đang vượt biển ha. 80 tiên, chiều cao tổng thể là có khoảng là 16 cm và chiều dài tổng thể là có khoảng là 31, chất liệu vận đồng. Đây là một hình ảnh bát tiên rất là đáng để sưu tầm cho mã số 5 ngày hôm nay. Thì chọn bộ bát tiên này tổng trọng lượng là 3 kg. Bát tiên này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng ha. Cái này có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì hôm nay em cũng còn được ông đất bà đất nha. Chất liệu vận đồng ha. Thì ông thổ đất bà thổ đất, một ông thổ đất thì cầm thổ vàng đang cầm cái cây gậy nai ha. Bà thổ đất thì cầm một quả đào. Chất liệu vận đồng, chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm. Rồi bề ngang tổng thể là tầm có khoảng 10 cm. Chất liệu vận đồng rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng khoảng 3 kg cho hai cụ này ha. Hai cụ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000. Cả nhà thỉnh về ha, để nơi chỗ mình ở nha. Rất là hay ha, rất là ý nghĩa nha. Chất liệu vận đồng cũ ha. Mã số 6 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì giới thiệu và giao lưu cả nhà mình còn được một con cá chim long chất liệu vận đồng. Cái này chất liệu bằng đồng, nguyên con này lên màu thời gian rất là đẹp, đang nằm trên một cây gậy như ý ha, vượt biển. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 37, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 18 cm, về trọng lượng là 3 kg 7 cho tác phẩm này ha. Cá kim long, đây là mặt sau, cả nhà cùng xem ha. Đây là mã số 7 ngày hôm nay nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 ha cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì bên kênh của em có về được còn được một cái gạt tàng con cua chất liệu vận đồng rất là độc lạ nha cả nhà ha. Nguyên hình ảnh một con cua nha, tạo thành một cái gạt tàng
Đây cả nhà mình cùng xem ha, 8 cẳng 2 càng. Mình gạt tàn thuốc vô đây đậy lại nguyên con cua đây. Gạt tàn độc lạ ha. Thì nếu mà mình có xem được coi như mình có duyên với nhau, nhớ cho em xin một like cả nhà ha. Để mai mốt em còn lên những clip tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Cả nhà mình có đăng ký có like thì mai mốt em lên xong vòng tiếp theo cả nhà mình cũng có thể xem được ha. Và cái gạt tàn cua này có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 18 cm. Và chiều sâu là có khoảng là 14 và có giá giao luôn cả nhà 1.200.000 cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay thì có một cái cây bút. Bút đồng. Cây bút đồng rất là to ha. Hình ảnh có hai chú cốc. Ở trên là có hình ảnh một cái cây bút nè, cả nhà cùng xem ha. Và tổng trọng lượng cây bút này rơi vào khoảng 3,5 kg. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 22. Rồi bề ngang tổng thể 30. Hoành đế là có khoảng là 14. Đặc biệt là trên đây là cái cây bút có một con rồng nhã ngọc nha cả nhà ha. Và ở đây là hình ảnh hai chú cốc nè, hai chú cốc trên đây cổng ba cái thỏi vàng. Đây, chi tiết cho cả nhà mình cùng xem ha. Xem mà không rõ hoặc là có nhu cầu thêm gì những hình ảnh thì cả nhà mình có thể kết bạn qua Zalo bên em nha. Đây này có chuyện luôn ha. Ở đây em có thể gọi trực tiếp hoặc là chụp những hình ảnh gửi qua cho cả nhà mình ha. Và một cái cây bút như thế này có giá giao luôn cả nhà mình là 2.200.000 cho mã số 9 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì hôm nay có về được một cái chuông. Một cái chuông đồng ha. Chuông Tây Tạng. Cái chuông này thì đến từ Tây Tạng nha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 15 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 8 cm ha. Chuông đồng nha. Và có giá giao lưu cả nhà mình 500.000 ha cho cái chuông mã số 10 ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like nha cả nhà ha. Để mai mốt còn lên sau tiếp theo giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Chuông Tây Tạng mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì hôm nay em còn được mấy cái dĩa chất liệu bằng đồng chạm bạc rất là đẹp. Có bốn mẫu khác nhau. Giống như là cái dĩa này là hình ảnh là song long. Cả nhà cùng xem ha. Có đường kính là 10 cm nè. Đây, cái này cũng 10 cm luôn ha. Ở đây là hình ảnh có những chú trâu nè. Rất là đẹp, đồng lắc cây bạc, phía sau là ảnh rồng ha. Đây là 12 con giáp. Chiều sau là 10. Đây, mặt sau đây. Đây là Phật tổ và các vị La Hán. Thì mỗi một cái có giá giao lưu cả nhà mình 500.000 cho mã số 11 ngày hôm nay. Rất là đẹp, đồng lắc cây bạc, rất là dày nha cả nhà mình ha. Mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 thì cũng còn được một cặp tỳ hưu hai đầu. Bao gồm hai con ha. Cặp tỳ hưu hai đầu tổng trọng lượng là khoảng 3,8 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng 25 cm. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 10-17, chất liệu đồng nha cả nhà ha. Cả nhà cùng xem đây. Tỳ hưu hai đầu rất là độc lạ nha. Và một cặp như thế này có giá luôn cả nhà mình là 2 triệu đồng cho cặp tỳ hưu hai đầu ngày hôm nay nha. Tỳ hưu phong thủy hai đầu mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 thì còn được một cây bút gồng nhỏ để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cây bút này hơi nhỏ hơn như cây bút kia một chút. Thì cây này đây em quay mặt trước cả nhà mình cùng xem ha. Nó có đế gời đây, thể hiện cho quyền lực, sức mạnh, sự tăng tiến, thành công ha. Cây bút gồng nhất long. Đây, cây bút có hình con rồng đây. Ở đây những cái thanh này gời thì gáp lại ha. Ở đây nó có bốn cái chữ, chất liệu đều bằng đồng. Và cây bút này có tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg. Và chiều dài tổng thể có khoảng là 28. Rồi chiều sau là 12 và có giá giao lưu cả nhà mình là 1.300.000 cho mã số 13 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 thì bên em còn được một bộ ô trầu xưa rất là đẹp. Một bộ ô trầu ha. Đây là mã số 14. Ngày hôm nay thì mã số 14 này còn nguyên một cái bộ ô trầu đầy đủ các món đây. Đây cái ống nhổ rất là to này cả nhà mình cùng xem ha. Cái này hũ này để đựng thuốc đựng cao ha. Rồi cái này là có cái ống ngoái đây. Đặc biệt là cái ống nhổ rất là to lớn này ha. Ở đây là đựng thuốc ha. Đây đựng cao. Đặc biệt là nó có hai cái dĩ luôn nha. Hai cái dĩa rất là dày dặn. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Em bỏ xuống đây cái dĩa. Dĩa rất dày nha. Đây dưới này ha. Ở dưới là cái chân luôn ha. Rồi một bộ. Bộ rất là to, rất là dày dặn của ngày hôm nay. Thì một bộ bên em có giá giao lưu với cả nhà mình nè. Hôm nay là có giá giao lưu cả nhà mình là 5 triệu đồng ha. 5 triệu đồng cho một bộ ô trầu này. Tổng trọng lượng là khoảng 5,2 kg. Rất là đẹp.
Rồi chiều cao tổng thể của nó là tầm có khoảng là cao tới trên là có khoảng 32 đo lên tới trên ha. Còn cái đế dưới là có khoảng là 10-15. Là hôm nay có giá giao lưu cả nhà mình là 5 triệu đồng cho mã số 14 ngày hôm nay ha. Rồi thứ hai mã số 15. 15 đó là một tác phẩm quan công hàng lông ha. Đây là mã số rất là một tượng rất là đẹp. Hình ảnh ông quan công nha. Ở phía sau là có một con rồng, tay đang cầm thanh long đao đây, quan công hàng lông. Tổng trọng lượng là 4,2 kg cho tác phẩm quan công hàng lông ha. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 29 cm, bề ngang tổng thể là tầm 20, chất liệu vân đồng. Và quan công hàng lông này mã số 15 có giá giao lưu với cả nhà mình đó. Tác phẩm này là 2,5 triệu cho quan công hàng lông ha, rất là đẹp. Trong lúc xem video nếu mà chưa rõ về các hình ảnh thì cả nhà có thể kết bạn trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em nha, để có thể gọi trực tiếp cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Đây là mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 ngày hôm nay thì bên em còn được một vài cái dĩa to nha. Đó. Vài cái dĩa to này rất là đẹp ha. Cả nhà mình cùng xem nha, gọi từng cái cho cả nhà mình xem ha. Và mỗi cái dĩa này em mấy cái dĩa to này em có kèm theo đế cho cả nhà mình ha. Đây là dĩa để đồng chạm bạc rất là to. Giống như đây là Phật tổ Vân Phù Phổ Hiền, có đường kính là 15 cm, rất là dày dặn ha, rất là to, phía sau chạm long phụng. Cái này về cái này là em có kèm theo cái đế để dựng cái dĩa nó lên cho cả nhà luôn ha. Đây, dĩa thứ hai, long phụng. Rất là to nha, chạm đồng chạm bạc. Đường kính là 14,5 cm. Đó, phía sau đây. Đây, Phật tổ và 18 vị La Hán. Đường kính là cũng khoảng cỡ 14,5 ha. Đây mặt sau. Và đây là quan âm, thì cả nhà thích cái nào thì báo em nha, 750 một cái cho cả nhà mình ha. Này quan âm ha, rất là dày, tượng là được đúc nổi ra ngoài, phía sau là rồng phụng luôn ha. Và ở đây là hai đồng tử rất là đẹp, mã số 16 này mấy cái dĩa bạc rất là to ha, đồng lắc cây bạc rất là dày, rất là nặng và đường kính là 14,5 cm. Đây phía sau là có cái rất nhiều chữ ha, mỗi một cái thì nó tầm có khoảng là khoảng 500 gram. Thì rất là đẹp nha, mỗi một cái dĩa em có kèm theo cái đế cho cả nhà luôn ha. 750 ngàn một cái cho mã số 16. Rồi thứ hai mã số 17. 17 của ngày hôm nay thì còn được một cặp chân nến công, bao gồm hai con công đây, cả nhà cùng xem ha. Mã số 17 tạo thành cái chân nến rất là đẹp, chân nến công ha. Đây, tổng trọng lượng là 3,2 kg, chiều cao tổng thể là 31 cm. Rồi bề ngang là có khoảng 9 cm ha. Và cặp chân nến công này có giá giao lưu cả nhà 1,8 triệu nha. Đây mã số 17, cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Rất là đẹp, hai chim công tạo thành cặp nến ha. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 của ngày hôm nay thì còn được một con ngựa mã đáo rất là to. Đây, một con ngựa mã đáo ha, rất là to này, cả nhà cùng xem nha. Tổng trọng lượng là khoảng 8,2 kg cho tác phẩm ngựa mã đáo. Một con rất là to đây, đang đứng ha. Và chiều cao tổng thể của con ngựa mã đáo này á thì nó tầm có khoảng là 44, gần 45. Bề ngang tầm có khoảng là 32. Rồi một con ngựa mã đáo như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 3,9 triệu. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đây là mã số 18 ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 của ngày hôm nay đó là một tượng Phật áo chất liệu vân đồng rất là đẹp. Đây là mã số 19, thì tượng này có tổng trọng lượng là 7,8 kg, coi như 7,5 kg cả nhà ha. Đây cả nhà cùng xem nha, đây là một tượng Phật ha. Ở đây có ao mặc áo cà sa, là có những vị Phật nổi lên rất là đẹp. Đây cả nhà cùng xem đây. Và đây mặt sau của tượng ha, đây cả nhà cùng xem ha, có nổi lên những cái vị Phật trên áo nha, rất là đẹp. Ở dưới đáy cũng có chuyện luôn ha. Và một tượng như thế này có giá giao lưu cả nhà 3,8 triệu cho mã số 19 của ngày hôm nay. Rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Đây là mã số 19. Rồi sau đây là để em đo chiều cao tượng này cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Thì cái tượng này nó chiều cao gần 40, rất là to. Bề ngang thì tầm có khoảng là 26. Chất liệu vân đồng. 3,8 triệu cho tượng Phật áo. Đây là mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 ngày hôm nay là còn được một cái đầu con voi. Mã số 20 là một cái đầu voi chất liệu đồng, tổng trọng lượng là 7 kg, rất là to. Đây cả nhà cùng xem ha. Nguyên một cái đầu con voi nha. Voi tài lộc ha. Thì đây là mã số 20 thì
có chiều dài tổng thể là khoảng 42 và bề ngang của đầu voi là tầm có khoảng là 46 ha. Chất liệu bằng đồng rất là dày, rất là nặng ha, đầu con voi. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình 5,5 triệu cho mã số 20 của ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 21. 21 thì còn được một cặp bình tứ linh ha, long lân quy phụng. Cặp bình hội tụ đầy đủ các yếu tố nha cả nhà mình ha. Đây mã số 21 thì có một cặp bình bình đồng tứ linh, tổng trọng lượng là 7 kg, long lân quy phụng. Một mặt thì chạm long lân, mặt kia chạm quy phụng, ở trên cổ bình là có chữ lộc. Chiều cao tổng thể là 36 cm, đường kính miệng là 13 và có giá giao lưu với cả nhà mình cặp bình tứ linh long lân quy phụng này là 3,4 triệu nha. Các nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Đây là mã số 21 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 22. 22 ngày hôm nay là còn được một ông thần giữ tiền ha, rất là to. Ông này thì về để nhà thôi khỏi chơi ha. Tổng trọng lượng là khoảng 8,2 kg, coi như là 8 kg nha các nhà ha. Ông ôm cục vàng rất là to đây, kèm theo cười, mặt cười rất là tươi. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 32. Rồi bề ngang là tầm có khoảng là 29 ha. Chất liệu bằng đồng. Và ông này có giá giao luôn cả nhà mình là 3 triệu đồng cho mã số 22 ngày hôm nay. Rồi mã số 23. 23 hôm nay là em còn được một cái cây tiền cũng tương đó là to nha, rất là đẹp. Đây là mã số 23, một cái cây tiền to ha. Tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg. Rất là đẹp cái cây này nha, lâu lâu mới sưu tầm được cây như vậy ha nhà mình ha. Và chiều cao tổng thể là 34. Rồi bề ngang là có khoảng là 12. Và một cây tiền như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng cho mã số 23. Và cuối cùng của ngày hôm nay là một cặp bình rất là to, nho sóc nha. Cặp bình nho sóc lớn, cao gần 50 ha. Đây cả nhà mình cùng xem nha, hàng thủ công nha. Cao 50, cặp bình này rất là to đây. Rồi sau đây là chi tiết của cặp bình này, mã số 24 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Tổng trọng lượng của nó là có khoảng là 13,9 kg. Đây cả nhà mình cùng xem nha, một cặp bình rất là hoành tráng ha. Mã số 24 nha. Và chiều cao của nó là lên tới là 50 và bề ngang tổng thể là tầm có khoảng là 23. Thì một cặp nặng là khoảng 13,8 kg. Rồi sau đây là chi tiết cho cả nhà mình cùng xem ha. Hàng thủ công thì thôi khỏi chê nha. Đây từng những chú sóc ha, kèm theo những dây nho được làm nổi chạm thủ công không ha. Cái tay luôn rất là đẹp. Và một cặp bình tứ linh, một cặp bình nho sóc này, hàng thủ công, có giá giao lưu với cả nhà mình là 7,5 triệu nha. Đây cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Thì nếu mà xem được video nhớ giúp em xin một like và đăng ký kênh ha. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em nha, hoặc là có thể đến ngay cơ sở của em là đường số 4 trung tâm mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha, để xem trực tiếp các sản phẩm của ngày hôm nay nha, và thêm các sản phẩm khác ha. Tất cả món hàng em quay lên đều bao ship toàn quốc cho cả nhà mình nha. Rồi cả nhà mình xem thì nhớ giúp em đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào lúc sau những sản phẩm độc và lạ hơn. Xin chào, hẹn gặp lại.